Không, nó muốn tù mau rồi. Ừ. Mà chưa Bà thì bao đủ nó có mẹ rồi, chết rồi. Hả? Ê, cái gì dính nông của bố. Ê, bố xin nó có mẹ. Ê, Korean sẵn ấy. Ôi thôi. Lạnh ạ. Lạnh quá các bạn Đây. Ông Matiloi là thấy con mang áo cộc đấy, là đưa áo cho con luôn nha các bạn. Lạnh ấy. Tự nhiên mưa xuống cái là lạnh người ấy các bạn ạ. Con à, cho mẹ nó à. Trời. Toàn. Con lên đây. Cô tập đây. Con à. Con à. Mưa ở ngoài to lắm rồi các bạn. Quay ra video. Ok, hello, chào các bạn nhá. Chào các bạn, mình tên là Matiloi. Ok, hello, chào các bạn. Ok, hello, chào các bạn, mình tên Damola. Ok, hello, chào các bạn, mình tên là Fedi. Ok, chào mừng các bạn đến với channel Quang Lê Vlog của Sơn Châu Phi. Video hôm nay là anh em mình tiếp tục là sẽ làm một món cái gì nhỉ? Xúc xích nướng. Đấy, xúc xích nướng. Xúc xích nướng. Sa tế. Đây, ở cây này. Đấy. Cứ xà thế mà ướp gia vị đồ nướng nha các bạn. Không, nó muốn tù mau rồi. Bà thì bao đủ nó có mẹ rồi, chết rồi. Hả? Ê, cái gì dính nông của bố ấy. Ê, bà xin nó có mẹ. Ê, Korean sẵn ấy. Ôi thôi. Là vào màu. Là vào màu, là vào màu. Úi da, dính nông của bố ấy. Như này thì idol làm sao mà ăn được. Ôi nó có mẹ rồi. Đúng rồi. Lấy ra đi. Hey. Bega bega để boy mete soju nhu. Đấy, được chưa? Cười sướng cười. Chà chà. Này. Ướp gia vị cái này thì sa tế nó kiểu tông màu lên thôi, với là hơi cay cay một tí thôi chứ không cay nhiều nhé các bạn. Đấy. Bỏ cả ba lọ đấy. Rồi để trộn lên ạ. Đây, trộn lên. Đấy, rửa tay chưa? Hả? Là bao màu chưa? Dạ dạ. Đây, thỉnh thoảng làm mấy cái món ăn nướng với gì cho anh em đang trải Quang Linh Farm ăn cũng hay nha các bạn. Đấy, bồi dưỡng được sức khỏe cho mọi người. Đây Mai. Hả? Bình thường có gì đâu. Mấy cái này có cay gì đâu hề. Không cay. Nói đi. Nói đi, không cay. Không cay. Không cay. Ừ. Ui mưa rồi, xoang rồi. Chu vào rồi. Thôi. Thôi. Đưa lên nướng đây. Đúng rồi, đưa ra đã. Tí nữa. Thôi, đi về, phải văm rồi. Vai ca già xu. Hả? Văm không? Ê, cà rô la. Xu bi ra nào. Hả? Thôi, xong rồi, mưa rồi. Rồi, sao phải đến giờ ăn lại mưa nhờ? Toang rồi. Ê. Quên này, không đưa vào trong cái chổi mà nướng cho rồi. Rồi, xong rồi, uni tèo rồi. Chu ba rồi. Mưa rồi các bạn ạ. À? Sao nhỉ? Mới này nắng nắng lắm các bạn ạ. À? Không hiểu sao mà không hiểu sao mà đưa đồ nướng ra cái là mưa. Chán thật. Xong rồi.
Trời mưa rồi các bạn ạ. Rồi dê kìa, dê chạy về đây kìa. Đây dê này. Đấy. Dê ui, mưa rồi. Đúng trời. Đấy. Dê đợt này là chưa nhập vào nha các bạn. Đấy, hôm kia mình cũng có nói rồi là không nhập dê vào. Đợi lúc nào mà cỏ lai voi nó tốt lên đấy thì lúc ấy là sẽ nhập nhiều dê để có cỏ cho dê ăn. Xong rồi. May mà cái cây này là lá nó dày ấy các bạn. Đấy, nên là mưa nó xuống rất là ít. Vedi, mette dentro a chi? Thôi, cứ để như này nướng nha các bạn. Mưa không sao đâu, tại vì có cây này che cũng khá là lớn đấy. Không sao đâu. Đấy. Này nha. Này nhá. Lạnh quá các bạn ạ. Đây. Ông Matiloi là thấy con mang áo cộc đấy, là đưa áo cho con luôn nha các bạn. Lạnh ấy. Tự nhiên mưa xuống cái là lạnh người ấy các bạn ạ. Up đi. Ôm up đi. Gì đây? Gì đây? Hả? Gì đây? Hả? Không biết là mấy anh em đã nướng đến đâu rồi. Đi lại xin miếng nha. Đi bóng. Đi 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 lại. Ui mưa rồi. Mưa to các bạn ạ, nhưng mà anh em vẫn đang cố gắng là làm sao mà nướng hết những cái xúc xích này. Hoa na gì? Đấy. Đúng không? À có ra. Ôi giời, đây này, đây các bạn này. Này, nướng ăn giữa mưa luôn này các bạn này. Nướng đi. Nướng cho xong mà ăn. Nướng giữa mưa các bạn ạ. Ui mưa to rồi. Hỏng rồi. Leva ci mette dentro ainda. Wanda wanda dentro ainda con me ya. Ui đây, nướng được từng nào là sẽ đưa vào bên trong nha các bạn. Đang nhiều lắm, một thau nữa kìa, một thau đầy. Thôi trộm ghế đi vào đã. Đây, đi đi, vào đi. Vâng mày, vâng mày, ê đợi mày cô vâng. Đây, mới được từng này nha các bạn. Tí nữa là xong xuôi thì sẽ ăn một lần luôn. Ăn đi, ấm rồi. Ấm ô, lấy ra ăn đi. Ấm rồi. Lấy ra ăn nè. Ê hoa đào ăn đi. Đây này. Ngon đấy các bạn ạ. Xúc xích nướng. Ô. Đây. Cái này là nướng riêng cho Matibao đùi nhá. Không có ớt cay, không có dính đông gù ấy. Đấy. Ăn đi, cất đi, đấy. Ngon không? Ừ. Đã ăn đâu mà ngon. Ngon không? Vâng. Ừ, ngon à? Đây chà, ăn mà cũng khổ nha. Mặt thì vào đủ nha. Lúc nào ăn cũng trời cũng mưa. Đấy. Cuốn lại. Cột lại. Tạnh mưa một tí rồi các bạn ạ. Rồi, cứ để cho anh em nướng sang bên kia. Thì sẽ gom lại và kêu anh em tất cả trang trải lại và ăn nha các bạn. Đấy, trời mưa như này cũng có lời, đó là ăn đồ nướng rất là ngon. Ăn đi, tia ra aki nhá. Hả? Hả? Tia ra aki con mẹ nhá. Ừ.
Ăn đi, ăn nhiều mà cái này nhiều lắm. Ông Matiloi nướng riêng cho con, cái không ớt cay để anh Matiloi ăn, đỡ cay. Cho méo rồi, cho méo rồi, từ từ cho méo rồi, cho méo rồi. À. Thôi, toàn. mình nút vô là ông cứ dịch ra. Được rồi. Ok. Thôi chạy ra mấy cái ăn đi. Em ơi, không em. Con đi. Không. Con đi đi. Con đi đi. Cô tập đây. Con ta. Con ta. Vừa ở ngoài to lắm rồi các bạn. Ngoài vừa to lắm. Wait a minute. Đôi để phôi von ta để repeat anh đã là đua xe ba rê tàu quân lạnh ngon à, lạnh quá. Chiều nào là cũng mưa như thế này nha các bạn, chiều nào cũng thế. Anh ơi, lên đi. Đây, còn từng này nữa các bạn này, hết rồi này. Còn từng này nữa là sẽ để dành cho mấy anh em ở trong kho, tại vì đang thiếu người mà. Cái gì đây? Chưa để cho anh em ăn đi. Bê Peru, 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 bê Pe
đấy thì video hôm nay là chắc là xin dừng tại đây thôi, tại vì lúc nào nướng không bất ổn hết các bạn, đấy trời mưa bất ổn quá, anh em ăn không ngon miệng đấy, mà nướng thì cũng không nhìn hết được. Ok, các bạn xem video này ai và nhé thì cho anh em một like, share video và đăng ký kênh Quang Linh Vlog của chúng mình nhé. Chào mọi người, ăn cơm đi, 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 chết rồi.